Anh lục đục khỏe Viết lại đi hả? về đi, Qua đầu đồng mẹ bọn đồng tụi bay á, tôi có Adam không? đồng bọn tụi bay trong tù á, nó đang ngồi nó chờ tụi bay trọng á, về đây đi, Mẹ đâu có 17 năm đấy nha, 14 năm kìa, mới vô trong đó 12 thằng kìa, đội về tù Việt Nam đang đợi này á, tù Việt Nam đang đợi tụi bay á, về Việt Nam lật đổ này, về Việt Nam lật đổ đi, đừng có bên đó về đấu võ mồm, lật đổ đừng cái có mặt thể mẹ hiện mấy tụi cái bay sự lật đổ cộng sản của cái gì lật đổ hả? Con qua bên chú Quân á, làm ra đây trong trong màn nè, tôi chống cộng cực ngu tại bên Mỹ nè, cái lầu này nè, tối ngày lật đổ lật cái mã mè bay á, cái kêu dân đi biểu tình, kêu dân chết một lần đi rồi để lật đổ đất nước, cái mã mè tụi bay về lật đổ cái dân thờ tụi bay á. ngu quá à. Đó Mỹ ở bên Đi đây đây nè, nó đóng bên đây mà nó còn không là không, mấy ông ta còn quét nó đi ra ngoài nữa, mà tụi bay nghĩ sao mà tụi bay cứ kêu người ta là lật lật đổ, tụi bay khùng quá, tụi bay có bao nhiêu lính, tụi bay có bao nhiêu người mà chửi đi làm cô, chửi bằng cách nào, đi cô, mày làm bằng cách đi nào, cô, tụi bay ngu quá trời quá đất, là ta nói thiệt luôn á. Trời ơi, chính yên bình đi, đi làm ba cái chuyện đó mốt vô chậm ngồi làm sao, làm bằng cách nào. Hồi xưa Mỹ Pháp rồi nó qua đây nó đóng quân đóng ấy, dụ đạn của nó phân phối lớn bự tăng hàng tấn xong mà còn không lật được, mà mày giờ hỏi tụi bay đây mà lật lật sao, rồi chỉ tao lật đây lật qua lật lại à, là coi lật lại. lật gì mà lật, trời người ta đang yên bình không chịu, muốn thái bình hòa bình chịu chịu lật 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 bị khô mặt rảnh quá à. Tao mới coi dân đấy, dân đấy, chị này không bao giờ lên màn giống tao đâu, tao mới coi tao mày còn phàm, thằng này ở Mỹ rồi nó ngu lắm, bà để lại cầu Mỹ nè Chửi đi cô. đó, chữ nó đi còn ở Sài Gòn luôn đó. Chữ chứ sao không chữ, tầm bậy tầm bạ lật gì mà lật, hồi xưa ở đây thì đúng không Đó, đài 4 tháng 9 này vô Sài Gòn để bảo đồng cho nó giờ thờ Đức bảo Bà cái phong thủy họ bảo nó gom tụi bay vô nhốt bay à, bây giờ đang xây nhiều lắm, nhiều nhà đá nhiều lắm, để nhốt bay có đủ để nhốt bay hết, chứ đất Bình Dương là cũng vậy nè, trời ơi đất rộng đất lớn lắm, nhà nó ban ra nó làm cái nhà tù nó nhốt bay, tụi bay mày đặt làm tù chính trị hả? Chính trị cái con khỉ khô của chính trị nó nhái ảnh hương không, mà chính trị mấy con quỷ lão thành á nó truyền lại cho bay, nhưng mà chết bà nó hết giờ, nó đi xuống giam phủ chỉ một khẩu rồi ở đó mà chính trị chính giết mạch mày mệt lắm không thèm nói với bay, nói tụi bay ngu quá mệt quá không thèm tao nói luôn nghe bay tao mà mở mạng tao nghe mấy cái tụi này nói nó hổ với con cái rồi đó sao đó mệt, tới tụi ngày bay ở bên đó tụi bay nói cho tụi bay về đây thử coi, bay mà bước chân qua đây cái là tấm tụi bay liền luôn đó chứ, nó đâu phải mà đơn giản an ninh mạng mình bây giờ đâu phải đơn giản đâu, bước qua cái hỏi mấy con nó đâu dám về đây, đâu về được, về cái là nó túm liền luôn, hay lắm, cho nó sửa tụi mũi bay nghe chưa, nó sửa nó mắt khác vô đi, tụi bay nghe chưa mũi xẹp mũi à, nó cũng bắt được như thường dạ mới 16 tuổi mà bây giờ bà già 60 tuổi người ta cũng biết là người ta bảo vệ đất nước như thế nào rồi, à. tụi bay tưởng là tụi bay làm cái gì hả, cái lũ ba que, người ta lớn tuổi á, người ta con nít 15 16 tuổi mà người ta biết bảo vệ đất nước Bà người con ta, người ta biết bảo vệ bắt liền tinh thần nó không người nói gì, không có nghe mấy đứa này nó tào lao. Bây giờ em lên mạng này em quốc này em quốc tôi này ta nè, tức điên ơi chửi chị ơi điên lắm, gì đâu không thôi bữa nay có gà rồi, có gà luộc ăn rồi, khỏi đi chợ tính đi chợ mà có gà nè luộc ăn rồi, chị đem xuống gà nè, đem gà xuống rồi ăn không gửi qua nhé cho trong cái nha, điện thoại nói cho nè, có cần ở bên Mỹ có cần ăn gà Việt Nam không, bên ăn nó không ăn gà Mỹ đấy là chị này chị gửi cho nè, ăn gà Việt Nam chỗ gà giòn ngon à, gà đá đó gà đá chỗ cắt thịt rồi ăn nắm thêm rồi xước rồi xước về nó ăn vậy mới đúng là ăn gà gà của Việt Nam là vậy đó, còn gà Mỹ ăn bỏ vô cái ăn mất tiền bên đó tụi bay ăn gà Mỹ không à, thôi thì ăn gà Việt Nam đi ổng cái vậy ổng mà nó lên kêu mấy mấy người này đó, theo nó đi chị được khoan hồng kìa, khoan cái bà nội mày, cái bà cha mày, thằng khoan thằng thằng hùng phạm mày, điên mày điên cũng chỉ vừa theo thôi. cái mã mẹ mày à, mi chào thằng Thanh Tâm, theo ta cộng sản ta ở đây ta theo cộng sản không mới gì, ta theo tụi bay lũ ngụy đúng không, tụi bay là ngụy Tao đây tao sống trên tay à, theo tụi bay cho khổ hả à, ta theo tụi khổ bay là theo ngụy hả, tao bán đất nước hả, đất nước đây bác hồ của tao biết không, bác hồ của tao tao phải thờ nước Việt Nam mình à. không tôn trọng đất nước Việt Nam mình, không đi theo đất nước Việt Nam Ừ. mình, đi theo mấy Ta mấy chấp thằng nhận, ta chấp nhận thờ cộng sản của tao đó, ta theo chế độ của tao đó, ta chấp nhận đất nước của tao như vậy, ta chấp nhận cộng sản. Ok, tao khẳng định như vậy. Còn tụi bay chưa, tụi bay mặc kệ tụi bay bây giờ quốc tịch Hoa Kỳ rồi, thì tụi bay không có tư cách, đúng không? Tụi bay không có tư cách. Ta chấp nhận, ta sống trên đất này. thì vẫn là người Việt Nam thôi, Người mà về mà đi chống đối đất nước, mà đi chống đối đất nước.
mà đi chống đối đất nước làm vậy tôi bên nước ngoài nó còn cười, nó nói à. Mấy thằng này nó khùng quá, nó ngu quá, tự nhiên mày nghe ba que, mày nghe người 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 lớn tuổi người ta nói chưa có lũ ba que, người ta lớn mà người ta còn biết cái giá trị của cái cuộc sống của người ta như thế nào. Đó, đó là còn biết bảo vệ người giống mình đó, là chưa bao giờ chị là một người dân bình thường mà chị còn lên tiếng nói như vậy. Thì tụi bay làm sao bị lật đổ đất nước, cái làm lật đổ bay lật đổ cộng sản. Lật đổ xô nước được. À, chị nào này là lật đổ xô nước á. Lật đổ cái xô nước á được. Chứ còn lật đổ đất nước là không được. Xô nước lật cái đổ được. Nó lật như xô cũng được hết, còn lật là đổ đất nước không lật đổ được. Trời đất. Chứ tụi nó đừng sống ảo nữa, sống thực tế đi. Trời cứ sống ảo như vậy hoài à, tội quá à, thấy tụi nó thấy tội quá à. Cứ lên kêu la gào khóc, kêu la khang cổ khang nọng, biết người ta cho được mấy chục đô không biết. Thiệt luôn á. Cảnh quá à, người ta lo đi làm kiếm tiền đi. Trời ơi, ở đó lên mạng gào khóc trên mạng sùm trời đất. Còn ở chuồng đấy chị, nó còn ở chuồng đó đi. Gì ghê vậy? Ừ, nó ở chuồng nha. Lông lá vậy nó biết chữ đòi nhân quyền hai con, một con bên Mỹ một con châu Tâm tại Việt Nam này, chỗ Thái Lan á. Vậy là mấy con đó nó chơi thằng đá đó, bảo vậy nó lột đồ ra đòi nhân quyền, biết nhân quyền gì, quyền nhân què họ chứ nhân quyền. Khùng quá trời mấy con. Chứ nó bị khùng, nó bị mấy thằng đó cho hít hút thằng đá nhiều quá, nó ngu rồi. Nó không biết gì hết trơn á, nó lột đồ ra mốt đu dây điện nữa giờ. Ra mốt đu, phải mốt đu dây điện nữa giờ. Chị đây nói là từ bay á, mai mốt mày đi chống cộng, biết mày đu dây điện bây giờ. Đu đó, dây điện nhiều lắm, mày đu làm sợ sợ chống cộng. Đó, đó chị này nói từ bay đu dây điện đi, mỗi thằng mỗi cộng, điện mà chống cộng. Dây điện giờ ở đây càng chật nhiều lắm, tha hồ mà đu. Đấy chị nói là từ bay. Tha hồ mà đu. Ở dây điện Việt Nam là chằng chịt đã lắm, cứ chống cộng lên thằng cộng cộng chống. Ha. Mỗi thằng cộng dây điện đi. Trời ơi, vô qua anh bển nó cho tiền rồi cái đập thằng đá, hút thằng đá rồi cho nó khùng khùng điên điên rồi nó đu dây điện. Trời ơi, nghĩ sao mà lột đồ lột. Ai, tin gì nữa đây. Cô hay quá cô ơi. Cô hay quá cô ơi. Số 1 mặn chuyện phải chữ vô mặt nó cho nó hết cho nó lên đài. Lên hoài gì cho nó tắt cái đài em lên em chửi hoài em bay lên mạng nó em chửi mệt. Nghe nó mấy con nó nói chuyện tào lao nó đòi giết rồi theo dõi giết em đây nè giết hả kêu qua đây kêu qua đây kêu qua đây cho tao cho giết nè không biết giết được không mà đứng cho giết không biết giết được không đứa nào vậy thằng nào con nào biểu giết đòi giết vậy đóng công cực ngu á giết không mà hỏi nó giết không tao cho mày địa chỉ số nhà luôn đó bằng là tao mời mày vô luôn tao đưa mày cầm cái dao mày giết tao luôn à kêu nó qua đây nó vừa qua tới đây là tới sân tới ở ngoài sân bay là nó túm bị túm rồi lấy đâu mà nó vô tới đây mà nó đi kiếm nhà mà nó giết giết gà giết vịt giống như tao giết gà hôm nay 14 rằm tao giết gà nè nay đây này 14 rằm giết gà kìa. Sáng giờ giết mấy con gà rồi đó. Giết người mà làm giống như giết gà giết vịt dễ ghê ha. Gà nó nghe nói giết nó ghê sợ. Tao sợ quá trời luôn mà tao sợ nó chết. Tao sợ nó chết đó chứ tao sợ. Kia nó muốn giết không qua đây cũng... cho địa chỉ. Đâu hết rồi ba que. Không nghe thấy cô vô chạy mất tiêu hết rồi kìa. Đâu hết rồi hết tối rồi. Công học hết rồi hả? Anh nói hả? Kêu nó qua đây, nó dọn mặt sát thủ. Dọn mặt sát thủ nè. Kêu qua đây. Nó không có dám đưa mặt lên cô ơi. Nó không có dám đưa mặt lên. Nó dám đưa mặt lên. Nó sợ lắm. Ờ, nó cứ chảo lên. Chuyện mà không nghiêng ngang gì chứ hề. Trời ơi, nãy giờ tao nói. Nó không có quân tử. Nè. Trời ơi, Việt Nam mình. Lên chữ không? Quân tử. Thằng bé nó chữ. Giữa đó cũng phê mình. Mà cái thằng nó dụ dỗ, nó lôi kéo người ta thôi. Chứ nó không có làm được cái gì hết á. Thằng Hùng Phạm á. Nó chữ ra, nhắn à, chữ ra hả? À, chạy lá cờ Mỹ đó. Cali Phọt đó. Cali Phọt, Phọt. Cali Phọt, Phọt. Phọt, Phọt, văn miếng lum, Phọt. Phọt. Thì đây chống cậu. Chống bà nội, nó chống. Thứ gì? Tụi này bị điên thôi. Cái này chắc bị Việt Nam cắt không cho về đây nữa. Nữ ra tức quá nó làm vậy. Điên mà. Ừ. Mấy đứa mà ở lên trên mạng nói tào lao nói xấu Việt Nam nói nãy kia mấy đứa đó không có ra gì theo mày em mà chống nghe văn kia nói đó mày ngon mày đây chống ha không có ra gì
ra đây tao cho nướng tổng trống. Tụi à bay bưng bô nhục nhã quá. Thế này tao chấp nhận tao bưng bô đất nước của tao, tao đổ vô dòng họ mày ăn. Tự nhiên mày mới ngủ bên đó tao nào nói bên này 5 giờ chiều mày 5 giờ sáng là mày mày canh tao rồi, mày nhớ tao thùng phạm. Sáng mày chưa xúc miệng tao bưng bô cộng sản tao đổ vô dòng họ mày ăn là mày chưa ăn sáng phải không, mày đói. Tao tao bưng. Tụi bay đi quanh bển xong tụi bay bưng nó bển, tụi bay bở mày đít bỉ, đít bỉ nó bự lắm á. Tụi bay bưng nổi không? Bở nổi không? Trời ơi cái đít nào lấy tà tà lá vậy nè. Còn cái đít gì cộng tao nhỏ xíu rồi tao bưng nó cũng nhẹ. Nó bưng nhẹ, người quay bưng hơi bị nặng. Cái đang mày bưng đít đít Mỹ bự quá nặng đó. Cái gì nó trời đít bự vậy, Mỹ nó bự lắm. Nặng. Có ổn kỹ sao đi qua tới mình đó cái nó xấu tại Việt Nam không? Ừ. Cái loại nó 60 tuổi đó chị, ông này mới 60 tuổi rồi đó. 60 tuổi vậy? Nghĩ già già mà còn học mất nết, già mà không biết suy nghĩ, già mà còn thiếu ý thức độ mẹ. Thôi chứ. Già mà tại sống sao cho hả nó quê hương đất nước con cái con cháu mình thương sống vậy, lên mạng vậy nó nghe nó cười, có nhiều đứa nó cười tại vì nó làm bổn nó xuôi theo thôi chứ nó ghét thấy bà cũng đang ở mình đang ở đất nước mình tự nhiên cho ông nội này ông chú mình nó bán mình tự nhiên cái chữ đất nước mình biết mà nó bực nói là mới thôi nó không có ý kiến vậy thôi biết rồi đó cái quỷ già thôi thấy là bắt á công an chính trị đó mấy người đó đó nói chỗ mấy người nhìn vô cái tivi tao nói rồi nó đồ ngu rồi quỷ già đó cũng ngu, quỷ già kia quỷ già quỷ cái đó cũng ngu, cái gì mà ngu dữ trời, nghĩ làm sao mà lật đổ lật lật má nó chứ lật lật mã nó chứ lật lật. Chị My ơi, chị My ơi, cho cô thêm cái diễn đàn nữa nha, em thấy cô này lên cũng cũng chửi bao quen xuất sắc cho ở đây không biết lên diễn đàn không biết bài vụ phơi phay không biết bài vụ Yahoo chống cơm cơm gì không biết. Mà ai đưa mình coi mình ngó mà mình thấy cảm thấy không được không đúng sự thật thì mình chửi chưa? Xong rồi chạy trốn đúng rồi đúng rồi. Mình là con người mà cô ha, mình là con người mình có cái gì đúng cái gì sai không cô ạ? Đúng thật đúng mà ai đúng thì mình bảo vệ. Hỏi sao cuộc đời con người nó ngắn lắm, nó không có dài đâu. Mà mình sống là đất nước của mình sống. Còn mình đi qua bển, mình định cư thì mình ăn vàng ăn. Mình ăn dị đi, đừng ăn có phận. Ăn phận đi. Chứ đừng có bày đặt hô hào, đúng là cái miệng hại thân. Cái miệng hại thân đúng rồi đó. Miệng hại thân. Ôi sao bốc phép. Nó đâu có dám về đây đâu cô, nó không dám về, nó xúi người ta không à. Nó vậy, nó bển trốn nó bển chứ sao dám về đây. Mà nó mà đã lên, nó xúi dục người ta rồi, nó về đây làm bị túm liền. Ở đây giờ hay lắm, ăn giờ hay lắm, về là bị túm liền. Cỡ nào cũng điều tra cũng bắt nóng được, bắt bụi cũng được bắt nóng. Vậy thôi. Sợ ơi, gương mặt tôi phải định, ơi, thích đâu, tôi phải nói chuyện với cái đáp đó. Trời ơi, phải thấy nó lên thế này hả? Bà nó hơi sức đầu mấy chuyện chữ cho mệt thôi để hơi để mình thảm phải chửi thôi phải chửi ở thôi đi về đi về đem gà vô lát nữa để tôi luộc cho anh lát nữa luộc nhậu chửi ai chửi ba que có gà luộc nhậu rồi đó. Dạ mà ngu ôi có sức rồi nhậu rồi có